từng là loại thực phẩm được dùng trong thời kỳ thiếu ăn, nay Việt Nam tiêu thụ khoảng 5 triệu con chó mỗi năm, được chế biến cầu kỳ thành nhiều món, vừa để giải đèn, vừa để thưởng thức. Thực ra thì người phương Tây người ta chưa tìm hiểu kỹ về cái vấn đề cái món ăn này. Nhưng mà nếu mà người ta được ăn thử một vài lần thì người ta cũng sẽ đến và người ta cũng sẽ dùng như người Việt mình. Nhưng có lẽ ít ai để ý tới hành trình trước khi lên bàn nhậu mà những con chó phải trải qua, khiến chúng hầu hết bị lây nhiễm các bệnh của nhau. Nhiều con chó bị dồn vào trong chuồng để vận chuyển và trải qua 4 cho tới 5 ngày trên đường mà không được ăn uống gì cả, không được tiêm phòng bệnh. Và khi tới chặng cuối nơi giết mổ chó thì người ta lấy chày đập vào đầu chúng ngay trước sự chứng kiến của những con chó khác. Thịt chó chưa qua chế biến có giá từ 50 đến 60 nghìn đồng một cân. Và thịt đã sơ chế có thể dễ dàng mua được các chợ từ nhỏ tới lớn. Tuy thói quen ăn thịt chó ở Việt Nam chưa có dấu hiệu giảm nhiều, ngày càng có thêm nhiều người, nhất là ở thế hệ trẻ hơn, bắt đầu có cách nhìn và đối xử khác với loài vật vẫn được nhiều quốc gia ca ngợi. Với cái nền văn hóa của người châu Á thì với người ta thì con chó nó chỉ là một vật nuôi ở trong nhà thôi. Đấy, nó chưa là phổ biến. Còn với người châu Âu thì con chó nó như một người bạn đấy ở trong gia đình. Nên là người ta sẽ không ăn thịt những cái bạn của mình. Không phải lúc nào loài chó ở Việt Nam cũng bị đối xử tệ bạc. Có một đền thờ chó đá ở Đan Phượng, Hà Nội, nơi con người tới cầu khấn mỗi khi có điều oan khuất.